Giả chết lấy vàng. Ngày xưa, gia đình nọ có người cha và ba đứa con trai sống bên cạnh một khu rừng lớn. Các con trai của ta, ta nghĩ rằng đã đến lúc phải nói cho các con biết. Những năm qua, ta đã cố gắng đốn củi, kiếm tiền, trả nợ cho gia đình. Nhưng số nợ ấy quá lớn, đến nay ta đã kiệt sức, không thể nào làm việc tiếp nữa rồi. Có chuyện đó thật sao ạ? Cha ơi, cha hãy nói cho con biết, tại sao nhà ta lại thiếu nợ nhiều đến thế ạ? Lúc nhà ta còn nghèo hơn bây giờ, ta và mẹ con có mượn một số tiền để làm ăn. Được một thời gian, nợ cũ chưa trả thì nợ mới lại có thêm. Do mẹ con bệnh nặng, nhưng rồi số tiền vay đó vẫn không cứu nổi bà ấy. Sao cha không nói cho chúng con biết sớm hơn, để chúng con phụ giúp cha ạ? Đúng đấy ạ, chúng con đã lớn rồi, có thể làm được tất cả mọi việc, dù là việc nặng nhọc nhất. Cha hãy nói cho con biết, con phải làm gì để trả nợ đây ạ? Việc này rất khó khăn. Ta e là... Là việc gì mà trong cha có vẻ căng thẳng vậy? Các con cũng thấy đó, gần nhà ta chẳng có ruộng vườn hay nuôi trồng thứ gì, chỉ có một khu rừng lớn. Cách duy nhất để kiếm được tiền là phải vào rừng đốn củi rồi mang ra thị trấn bán trả nợ. Con sẽ đi ạ. Con là con cả trong nhà, là người mạnh mẽ nhất. Con sẽ đi đốn củi trả nợ cho cha và kiếm tiền nuôi các em của con nữa. Con cũng đi nữa ạ. Con là người thông minh nhất nhà. Con sẽ biết được những cây nào bán được nhiều tiền. Con chỉ đốn một ít cây ấy thôi thì có thể kiếm được số tiền lớn. Các con yêu quý, ta biết rằng các con đều là những người mạnh mẽ và khôn ngoan, nhưng để đốn được cây trong rừng đó khó khăn vô cùng. Những năm qua ta phải lén lút đốn củi vào ban đêm, có lần suýt mất mạng nữa. Có gì mà nguy hiểm thế ạ? Trong rừng ấy có một người khổng lồ tên là Biga. Hắn cho rằng những thứ trong rừng đều là của hắn, nên không ai được phép bén mảng tới. Nếu phát hiện, hắn sẽ đuổi bắt và thả những con thú hung dữ ra truy sát. Cha ơi, con không sợ đâu. Chính tên khổng lồ Biga kia mới phải sợ con. Vì con là một người dũng cảm, con sẽ đi đốn củi để giúp cha. Ngày mai con sẽ lên đường. Ta thật sự không muốn để con phải đi tới chỗ nguy hiểm như vậy. Nhưng còn 3 ngày nữa là những tên bậm trợn sẽ đến đòi nợ. Nếu không trả, chúng sẽ giết cha con ta mất. Cha cứ tin ở con, rồi gia đình ta sẽ không còn chịu cảnh nợ nần nữa. Em cũng muốn đi nữa. Anh sao đi, cho em đi theo phụ giúp anh với nha. Em còn bé không đi được đâu. Thôi, em cứ ở nhà chăm sóc cho cha đi. Còn những việc lớn này cứ để anh và anh sao đi lo. Em cũng phải ở nhà đi Yaro. Một người suốt ngày chỉ biết đọc sách như em thì không đủ sức đốn củi đâu. Huống hồ còn phải đối phó với người khổng lồ ở trong rừng. Anh đừng có khinh thường em nha. Em sẽ chóng mắt lên xem anh chiến đấu với người khổng lồ như thế nào. Còn ta sang, em cứ ở nhà ngoan ngoãn. Anh sẽ kiếm thêm tiền rồi mua cho em loại phô mát mà em thích ăn nhất nhé. Những cái cây trong rừng này có vẻ rất to, bán cũng được kha khá ấy chứ. Chắc cha ta đã nhìn nhầm rồi. Làm gì có người khổng lồ nào ở đây? Ôi, chuyện gì thế này? Sao mặt đất lại rung vậy? Không lẽ có vật gì đó to lớn đang đến sao? Không lẽ ai cho phép ngươi chặn rừng cây của ta? Ta sẽ đánh chết ngươi. Ta cho ta, xin đừng giết ta. Tưởng phá rừng của ta mà dễ à? Cha ơi, con xin lỗi cha. Con không ngờ rằng con người khổng lồ đáng sợ đến như vậy. Hơn nữa, hắn còn dọa sẽ giết con, nên con đành phải bỏ chạy. Con không có lỗi gì cả. Ai cũng sợ hắn. Chỉ một bàn tay của Biga cũng đủ bóp chết cha con chúng ta rồi. Nhát gan thế mà còn khinh thường em. Bởi vậy em mới khuyên anh nên đọc sách nhiều vào.
Em thử đi gặp hắn đi rồi sẽ thấy. Chứ đừng có mà dên giáo chỉ vì đọc được mấy quyển sách. Vậy em thử nói anh nghe xem, những quyển sách kia bây giờ giúp gì được cho em? Trong một quyển sách em từng đọc có đề cập đến một chủng người khổng lồ. Bọn chúng tuy to xác nhưng là những kẻ ngu ngốc. Em sẽ dùng trí thông minh của mình để chiến thắng tên Biga ấy mà không tốn chút sức nào. Được rồi, ta sẽ chờ xem em sẽ chiến thắng người khổng lồ như thế nào. Nơi ấy nguy hiểm lắm đó con. Người khổng lồ là một kẻ gan ngược, hắn sẽ không nghe những lời con nói đâu. Cha cứ yên tâm ạ. Trong sách mà con đọc còn có cách để trị được người khổng lồ. Con chỉ cần nhắm mắt lại giả chết thì người khổng lồ sẽ bỏ đi, vì nó rất ghét mùi hôi thối từ xác chết. Ôi, sao trong hang có nhiều vàng bạc châu báu thế này? Bấy nhiêu đây không chỉ trả hết nợ cho nhà mình, mà mình còn có thể mua thật nhiều sách để đọc, chữa bệnh cho cha, và mua cả phô mát ưa thích cho Tarzan nữa. Lại là kẻ nào nữa đây? Châu báu của ta mà cũng dám dòm ngó à? Có tin là ta sẽ bóp chết người ngay tức khắc không hả? Ta sẽ nhắm mắt và nằm im giả chết. Chắc chắn bị già sẽ bỏ đi. Lúc ấy ta tha hồ mà lấy vàng. Thì ra là đã chết rồi à? Quái lạ, ta vừa thấy hắn đứng đây hớn hở nhìn vàng bạc của ta, vậy mà ta vừa mới bước vào còn chưa làm gì, sao hắn chết nhanh vậy? Chết thật rồi, chắc tại hắn sợ hãi quá mà chết. Quả thật sức mạnh của ta thật vô song. Vừa hay những con sói của ta cũng đang đói, ta phải gọi chúng đến ăn thịt tên này ngay mới được, nếu không hắn sẽ bốc mùi hôi thối. Nào, đàn sói đói khát của ta đâu, có thịt thơm ngon cho các ngươi đây. Chết rồi, làm sao bây giờ? Sách không dạy ta tình huống này phải làm sao? Quả này không chết dưới bàn tay người khổng lồ mà chết dưới mõm của bầy sói. Không, ta không thể chết thảm vậy được. Sói, sói, xin hãy tha mạng cho tôi, tôi không dám đến nữa đâu. Hả? Quá ra là hắn giả chết. Thằng này ranh ma nhỉ? Dạo này những kẻ quấy rối khu rừng của ta ngày càng nhiều. Hôm qua một tên, hôm nay lại là một tên khác. Ngày mai ta sẽ đến bìa rừng để canh giữ. Con người nhỏ bé thầm lặng, đừng hòng đụng đến khu rừng của ta. Cha ơi, con sợ quá. Con đã định lấy một ít vàng của tên khổng lồ Biga, nhưng hắn lại gọi sói đến ăn thịt con. Con sợ quá nên mới bỏ chạy thôi ạ. Ta tin con mà. Con rất thông minh và chăm chỉ. Không sao đâu, con đừng buồn nữa. Con an toàn trở về đây là tốt rồi. Này thì thông minh, này thì sách vở, cũng thua cuộc trước người khổng lồ thôi. Điều ta lo ngại nhất bây giờ là chỉ còn một ngày nữa, những tên đòi nợ sẽ đến. Nếu ta không có tiền đưa cho hắn thì... Cha ơi, ngày mai con sẽ đi vào rừng chặt củi. Tuy con nhỏ tuổi sức yếu, không mang được nhiều củi đi bán, nhưng cũng sẽ kiếm được một ít để kéo dài thời gian trả nợ. Cha, cha, cha đúng là một người cha tồi tệ. Đã không chăm sóc chu đáo được cho con mà còn để lại món nợ lớn như vậy. Con còn quá nhỏ, ta không thể để con đi vào chỗ nguy hiểm kia được. Cha đừng lo, con sẽ không chặt những cây to hay tới hang động giấu vàng của Biga đâu. Con sẽ chỉ chặt những cây ở bìa rừng thôi. Tuy những cây ấy nhỏ và bán ít tiền, nhưng ở đó chắc chắn người khổng lồ không tới đâu ạ. Hai anh của con suýt nữa thì chết dưới tay người khổng lồ. Con còn nhỏ như vậy, ta không thể để con đi được. Có ai ở nhà không? Là hắn. Hắn. Còn một ngày nữa cơ mà, sao hắn lại tìm đến sớm như vậy? Các người không được tự tiện xông vào nhà người khác như vậy. Còn một ngày nữa cơ mà, các người đến đây đòi nợ lúc này là không giữ lời hứa rồi đấy nhá. Đúng là còn hẳn một ngày nữa mới đến hạn trả nợ. Ta chỉ đến đây xem nhà các người có giá trị gì hay không. Lỡ như ngày mai không có tiền trả cho bọn ta thì sao? Nhưng xem ra nhà của các ngươi chỉ là một cái lều trách. Nhà chúng tôi nghèo lắm, không có gì để các anh lấy đâu. Nếu có của ăn của để
thì tôi đã không mượn tiền của các anh rồi. Thế thì lại càng tốt đó chứ. Mọi chuyện sẽ nhanh gọn hơn. Ba đứa con trai của ngươi có thể trả số nợ đó đó. Trông cũng khá khỏe mạnh nè. Anh nói vậy là có ý gì? Mấy thằng nhóc này bán làm nô lệ cũng được giá lắm đó chứ. Tên này thì còn nhỏ, nhưng trông cũng nhanh nhẹn. Không được làm thế với các con trai của ta. Ta không để các ngươi làm hại chúng đâu. Ngươi tưởng ngươi có thể cản nổi ta sao? Lo cho cái thân già bệnh tật của ngươi đi. Cha ơi, xin cha hãy cho con đi vào đường đốn củi đi ạ. À, nếu không chúng sẽ giết nhà ta mất. Cha không còn cách nào khác. Con phải thật cẩn thận đó. Nhớ mang theo đồ ăn để phòng lúc đói. Dạ, con sẽ mang theo một chút format. Vậy là đủ rồi ạ. Ta sẽ chặt ngay cái cây này. Dù bán được ít tiền, phải thật nhanh, kẻo không người khổng lồ phát hiện. Nhà ngươi dám chặt chừng cây của ta, ta sẽ giết ngươi. Người khổng lồ Biga đã phát hiện ra ta rồi sao? Ta không thể chịu khuất phục hắn ta. Được rồi, thử một lần đối mặt với tên ngang ngược này xem sao. Dám chặt cây của ta sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Ngươi mới là kẻ không biết lượng sức mình đấy Biga. Đừng có mà xem thường ta. Mạnh miệng quá nhỉ. Với thân hình nhỏ bé của ngươi thì chỉ cần một ngón tay của ta thôi là ngươi sẽ tan xương nát thịt ngay. Vậy ngươi không thắc mắc tại sao ta lại dám nhìn thẳng vào mặt ngươi nói chuyện à? Đúng là chưa ai dám đứng thẳng vào mặt ta mà dên giáo như người đâu nhé nhóc con. Đúng là loại ngựa non háo đá. Rồi ngươi sẽ sợ hãi đến đáy ra quần. Còn hơn cả mấy thằng anh của ngươi. Ngươi mới là kẻ phải sợ ta đó. Một tên nhóc con bằng đầu ngón tay thì có gì phải sợ chứ. Thật nực cười. Đúng là ngu ngốc. Chưa nghe câu nhỏ nhưng có võ sao? Ngươi cứ thử đụng vào ta xem thì sẽ biết cảm giác sợ là như thế nào. Tên này rõ tự tin. Trước giờ cũng chẳng có ai dám đối diện mà nói chuyện sất láo với ta như vậy. Không lẽ hắn... Không, ta không tin. Chắc là hắn chỉ bao qua thôi. Bé tí thế kia thì làm được gì chứ? Đồ bao qua, chỉ giỏi bếp xếp cái miệng thôi. Dù ngươi có võ công lợi hại như thế nào đi nữa, thì ngươi cũng không mạnh bằng người khổng lồ như ta đâu. Ta chỉ cần một bàn tay cũng đủ bóp nát ngươi đấy. Hãy xem đây. Vì thế này, hắn bé choắt con mà một tay bóp nát được cục đá chảy cả nước. Phải chăng hắn không phải người thường mà là một vị thần với sức mạnh vô song? Mình đã nhúng nước miếng format này và đã thử mấy lần cho cảnh bóp nát miếng format này. Tên kia to xác nhưng chắc hẳn nhát gan, chắc chắn hắn sẽ sợ. Ngươi có tin là ta sẽ bóp chết ngươi giống như bóp hòn đá này ra nước không? Ôi, cậu đã bóp tảng đá đó chảy thành nước chỉ bằng một tay sao? Ôi, xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Tôi đúng là không biết lượng sức mình. Tôi xin lỗi. Muốn ta tha mạng cho cũng được. Ngươi phải để ta chặt cổ trong khu rừng này. Hơn nữa, đây là khu rừng của chung. Bất kỳ ai cũng được đốn củi ở đây. Ngươi không được ngang ngược chiếm dụng khu rừng này một mình. Dạ, tôi sẽ làm theo ý cậu. Tôi sẽ cho cậu đốn củi, cho cậu tất cả những gì tôi có nữa, vàng bạc, châu báu ở hang động. Cậu cứ lấy đi hết đi, nhưng hãy để tôi sống, tôi không muốn chết đâu. Được, ta chấp nhận. Tác giả cầm vàng bạc châu báu của người khổng lồ về nhà. Số vàng bạc đó đã giúp cha cậu trả hết nợ nần. Nhờ sự dũng cảm mà Tác giả đã có thể bình tĩnh dùng trí tuệ đối phó với kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Bàn tay ngày xưa. Cậu đã nhận lời đi uống nước với mình. Có gì? Thôi, mình về đi. Mình còn phải ôn bài. Ừ, chúng ta về đi. Cảm ơn Tuấn đã mời bọn mình đi uống nước nhé. Có gì đâu. Các cậu là bạn của Vân thì cũng là bạn của mình mà. Để mình đưa cậu về. Chị ơi,
tính tiền cho em với ạ. Của em hết tất thảy 170.000. 170.000 ạ? Dạ, 170.000 em gửi. Chị xin. Thôi, mình về đi. Nhiều năm sau, em đã trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta sau kỳ trăng mật ngọt ngào. Giờ em vẫn không thể tin được chúng ta đã là vợ chồng. Ngôi nhà này là của chúng ta. Mọi chuyện như trong mơ vậy. Anh cũng chẳng còn tin được nữa là giờ em không thoát khỏi tay anh được nữa đâu. Em cũng sẽ buộc anh thật chặt. Đừng mơ trốn thoát nhé. Em có biết anh yêu em từ lúc nào không? Lúc nào? Lúc em đưa cho anh tờ 20.000 dưới gầm bàn ấy. Cũng là lần đầu tiên anh được chạm vào đôi bàn tay mềm mại của em. Lúc anh biết anh thực sự yêu em mất rồi, sẽ luôn nắm chặt bàn tay mềm mại này cùng em đi suốt cuộc đời. Điện 300.000, nước 100.000, ga 400.000, mạng 100.000. Tháng này sao cái gì cũng tăng thế nhỉ? Âm mất gần 500 rồi, chết thật. Ôi, sao tháng này lương anh bớt đi những 1 triệu vậy? À, em làm như cháy nhà. Mà sao lương anh bớt đi những hơn 1 triệu vậy? Có chuyện gì à? Hiện ra là tiền vậy. Đau hết cả đầu. Đi làm ngày về đến nhà tưởng được nghỉ ngơi, ai dè lại bị tra hỏi như tội phạm thế này. Thống kê lại thôi mà, em chỉ hỏi anh, chưa có gì tra khảo đâu. Em tiền à? Đầu em chẳng nghĩ được cần ngoại giao chứ. Không lẽ cứ được bao nhiêu tiền bo bo mang về nộp cho vợ hết à? Đúng là bộ đồ ngủ tắm gái cho mát nào. Ngươi đâu rồi? Ít sao tự dưng lại ốm thế này? Trời, bàn tay ngày xưa đây sao sao lại gầy đen và thô ráp thế? Anh xin lỗi, mấy lâu anh vô tình quá. Anh hùng vô danh. Tom ngốc nghếch về kìa, trông ngộ chưa? Tom, ra đây đấm lưng cho bọn mình đi. Để mình đến cho các cậu ấy một bài học. Cậu để ý đến mấy cậu ấy làm gì chứ? Mấy cậu ấy chế giễu, nói xấu cậu như vậy mà cậu cũng để yên ư? Mình quen rồi, kệ các cậu ấy. Thôi, bọn mình về đi, ba mình đang đợi. Tom ục ịch ngốc nghếch, sợ không dám đến đây. Đúng là béo mà yếu như sên. Vào đi John, đây là nhà mình. Nó hơi chật chội một chút, nhưng đủ cho ba con mình ở. Đây là lần đầu tiên mình đến nhà cậu đấy. Thì cậu cũng là người bạn đầu tiên đến nhà mình chơi mà. Sao vậy? Mình thấy ở xóm cậu cũng có nhiều bạn trạc tuổi mình mà. Chẳng lẽ cậu không chơi với ai? Không phải thế, mà là không ai chơi với mình. Mọi người có vẻ không thích mình, có lẽ vì mình có thân hình ục ịch. Cậu mới chuyển đến trường này nên cậu không biết đấy thôi. Chẳng sao, nếu không ai chơi với tụi mình thì tụi mình chơi với nhau. Tom về đó hả con? Dạ. Nhà có khách hả con? Đây là bạn con, tên là John ba ạ. Cháu chào chú ạ. Chú chào cháu. Đây là lần đầu tiên Tom đưa bạn về nhà chơi đấy. Chú rất vui được gặp cháu. Cháu ngồi chơi nhé,
Để chú vào phòng làm nốt ít việc. Dạ. Ba cứ làm nốt đi. Lát con sẽ đẩy ba đi tắm, rồi bôi thuốc cho ba. Ba cậu... Ba mình bị tai nạn giao thông từ lúc mình còn nhỏ. Thế còn mẹ cậu? Mẹ mình mất từ lúc mình vừa mới sinh ra. Mình chỉ có ba là người thân duy nhất trên đời này. Nhưng ba mình... Cậu thấy đấy, ba ít khi ra khỏi nhà. Nên cứ học xong là mình lại chạy về với ba ngay. Thảo nào, các bạn ở lớp cứ trêu cậu là con rơi. Sao cậu không giải thích, không nói là mình có ba để các bạn ấy đỡ trêu? Ôi, mình không quan tâm, giải thích làm gì. Có ai muốn hiểu đâu chứ. Có lẽ vì mình có thân hình ụt ịt, mình lại không có thời gian chơi với các bạn. Nên chỉ có cậu là chịu lắng nghe mình nói. Cậu là người bạn tốt nhất trong đời mà mình có đấy. Thôi, cậu đợi một lát nhé. Mình đi nấu cơm rồi chúng mình cùng ăn. Tom đáng thương quá. Tại sao mọi người không cảm thông mà cứ trêu ghẹo cậu ấy chứ? Chắc lại có đám cháy ở đâu rồi. Ôi, may mà khống chế được ngọn lửa. Không biết có ai bị thương không? Nghe nói là đã có người đưa cậu bé kia lúc đó đang hoảng loạn trong đám cháy ra ngoài. Nếu không, cậu bé ấy đã bị chết cháy trong đó rồi. Đúng là bạn hôm nọ treo ghẹo Tom đi mà. May cho cậu là không sao đấy. Tom ơi, mình đến rồi này. Cậu làm sao vậy? Sao áo lại cháy xém thế này? Cậu sao vậy? Cậu nói nhỏ thôi, ba mình nghe thấy bây giờ. Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Lúc nãy ngoài ngõ có vụ cháy, mình chạy ra xem. Mình thì ra chính cậu là người mà mọi người đang bàn tán. Cậu đã cứu cậu bạn đen nhẻm đó ra khỏi biển lửa. Cậu ấy thì không sao, còn cậu lại bị thương đến mức này đây. Nào, để mình bôi thuốc cho. Lần sau không được liều thế đây. Cậu lại muốn gì đây? Mình xin lỗi. Mình biết là hôm qua chính cậu là người đã cứu mình ra khỏi biển lửa. Mình thấy cậu bị thương. Đây là lọ thuốc trị thương mà mẹ mình hay dùng. Cậu cầm lấy mà bôi vào. Không là để lại sẹo đấy. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Cậu ấy chế giễu cậu mà giờ cậu lại cảm ơn ư? Thôi, cho mình chuộc lỗi, mình đã sai rồi. Cậu đúng là anh hùng của khu phố này. Mình sẽ nói cho tất cả mọi người trong khu phố biết. Thôi, không cần đâu. Chỉ cần các bạn hiểu mình, đừng treo ghẹo, kỳ thị mình là được. Được, từ nay chúng mình sẽ là bạn nhé. Nhất trí. Sống thật với chính mình. Sóc bản thân mình, gắng chăm chỉ học hành, đừng nhiễm thói hư tật xấu nghe con. Mẹ ơi, hay con học trường làng cũng được, con chẳng muốn xa ba mẹ đâu. Không được, lên đó, con sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để học tập và làm quen với nhiều bạn mới. Lạ lẫm một thời gian thôi, rồi sẽ quen dần con ạ. Xe đến rồi. Con đi đây, ba mẹ ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Mấy hôm nữa được nghỉ, con về gặt lúa giúp ba mẹ. Con cứ yên tâm. Thật tội người tỉnh lẻ, lơ ngơ như bò đội nón ấy. Nhìn cái quần ống rộng kìa, tóc thì tết đuôi sam, giờ còn mặc như thế ra đường. Cứ thế này thì đến lớp, mình sẽ thành trò cười cho cả lớp mất. Các bạn sẽ thi nhau chế giễu mình cho mà xem. Tiền ăn hàng tháng, mẹ vừa bán tạ thóc. Nhưng thôi, mình có thể ăn mì tôm trừ bữa. Mấy hôm nữa trước khi nhập học phải sắm sửa ít quần áo và cắt lại mái thôi. Chào mừng các em đã bước vào lớp 10. Vì lớp ta có rất nhiều bạn mới, còn chưa làm quen với nhau hết. Vì vậy, sắp tới, cô sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa để các em có thời gian tìm hiểu với nhau hơn. Giờ các em điền vào hồ sơ xem có những môn năng khiếu gì để cô biết còn tiện tổ chức trò chơi tập thể nhé. Đầu tiên, những em nào biết bơi?
Hạnh không biết bơi hả? Cậu chưa được học bơi hả? Nghỉ hè mọi người đều đi bơi mà. Thưa cô, em có thể bơi ạ. Em xin lỗi, em không chú ý ạ. Ai biết chơi cờ vua nào? Thôi, đành phải nói dối tiếp vậy, nếu không sẽ bị các bạn cười là con nhà quê. Đằng nào khi đi ngoại khóa, mình cũng sẽ không tham gia để chẳng ai biết. Mình cũng muốn ngồi xem các bạn chơi, nhưng nhỡ bị phát hiện là mình không biết chơi thì xấu hổ lắm. Thôi, mình đi dạo vậy. À! Cứu tôi với! Cứu! Trời ơi, là Hạnh! Cậu có sao không? Cậu không biết bơi hả? Mình không biết bơi. Sao hôm nọ cậu bảo cậu có thể bơi cơ mà? Việc gì phải nói dối như vậy? Cậu có biết là mình đã suýt bị mất mạng không? Sự thật, tớ là con bé nhà quê nghèo. Tớ sợ bị mọi người chê cười, trêu chọc nên đã nói dối. Tớ không chỉ không biết bơi, không biết cờ vua. Tớ còn phải nhịn ăn để làm tóc, để mua quần áo. Cậu có biết là cậu đang tự tạo vỏ bọc giả dối cho mình không? Mình... Thôi, không sao mà. Khi nào cậu rảnh, mình sẽ chỉ cho cậu cách bơi, cách chơi cờ vua, cách đá cầu. Đừng khóc nữa. Cảm ơn cậu. Cậu cũng thật là, việc gì chưa thể thì mình chấp nhận. Khi cậu sống thật với bản thân mình, mọi người sẽ thông cảm, thấu hiểu và sẽ nhìn nhận đúng về cậu. Có thời gian, mình sẽ dần hoàn thiện sau. Cậu nói đúng, vậy mà mình đã có những suy nghĩ thật ấu trĩ. Thôi, trông cậu khỏe rồi đấy, chúng ta ra chơi cùng các bạn thôi. Ừ, đi. Tỳ nữ và con dê. Rồi cô sẽ biết tay tôi. Thân vệ nữ, có chuyện gì mà trông nàng có vẻ không vui thế? Thần Iris thật quá đáng, đã lấy trộm con mèo của tôi, lại còn khiến tôi bị thần Zeus khiển trách. Có chuyện đó sao? Hay chỉ là hiểu lầm thôi? Hiểu lầm gì chứ? Sự thật đã mười mươi rồi, tôi phải trả thù nàng ta mới được. Nếu không, tôi không thể nuốt nổi cơn giận này. Ấy, đừng như thế. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Dĩ hòa vi quý, không nên gây thù chuốc oán như thế. Dĩ hòa vi quý sao được với một kẻ độc ác xấu xa như thế? Thôi nào, nàng hãy bớt giận và ra đây ngồi. Tôi sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện. Tôi đang tức giận mà thần còn muốn kể chuyện sao? Nàng cứ nghe xong câu chuyện của ta đã. Trong một gia đình giàu có nọ, có một tỳ nữ. Cô này rất thành thật, làm việc lại cẩn thận nên chủ nhân vô cùng tín nhiệm. Nhưng có một lần... Thưa ông chủ, đậu mạch của ông đây ạ. Ừ. Sao cái đĩa lại ít thế nhỉ? Ta bảo cô ta luộc nhiều đậu mạch thế cơ mà. Lẽ nào... Chắc không phải đâu. Cô ta vốn nổi tiếng là một người thật thà mà. Được rồi, ra ngoài đi. Tỳ nữ to gan. Bẩm, con đã làm sai chuyện gì ạ? Còn hỏi à? Mấy ngày nay ta sai ngươi luộc đậu mạch. Có phải hôm nào ngươi cũng ăn trộm nên đĩa đậu mới ít như thế này không? Hôm đầu ta không thèm nói nên ngươi quen mùi đúng không? Dạ, không phải con ạ. Lại còn cãi à? Người đâu? Mang con tỳ nữ này ra ngoài, đánh 20 roi cho ta. Oan cho con quá, ông ơi. Đau quá. Mình phải tìm cho ra kẻ ăn trộm đậu mới được. Không thể chịu oan thế này. Phải rồi. Thường luộc đậu xong, mình hay để ngoài sân rồi tối mới mang vào cho ông chủ. Chắc chắn kẻ trộm đã lợi dụng lúc ấy. Trời, thì ra là... Chết này, dám ăn trộm đậu mạch làm ta bị oan này. Từ đó, tỳ nữ hận con dê thấu xương. Thể gặp nó ở đâu, cô liền đánh nó. Đánh vài lần, con dê cũng nhận ra người tỳ nữ này và rất hận cô. Vừa nhìn thấy cô là nó giơ sừng chống đỡ.
cho đến một hôm. Thời cơ đến rồi, cô ta đang bưng chậu than. Cứu tôi với, cứu tôi. Ngọn lửa quá lớn, khiến cả tỳ nữ và con dê đều bị chết cháy. Tội nghiệp quá, thật không đáng chút nào. Nàng thấy đấy, hai kẻ mang thù oán, cứ chiến đấu không ngừng nghỉ thì kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Nên biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, tôi sẽ dừng lại ở đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.